Tiểu sư muội, muội đi trước đi. Dịch ca ca, muội không biết cưỡi xe ngựa. Dịch ca ca. Vậy thì mình quá thiếu nghĩa khí. Đâu thể bảo huynh ấy lại một mình mà đi như vậy. Nè ngựa ơi ngựa, bây giờ quay lại cứu Diệp ca ca đi. Hả? Đi đi. Có đi không? Không đi ta đánh đó. Con ngựa này thiệt là, sao cứng đầu giống mình vậy chứ? Là người ép ta đó nha. Đi mau. Dịp ca ca, mũi đánh cứu mình đây. Dừng tay. Diệp ca ca, huynh mặc kệ muội, huynh chạy đi. Đứng lại. Tiến thêm một bước ta giết ả. Giải bọn chúng về nhà môn, hỏi rõ tung tích của đại nhân. Trư ca ca. Quan muội, muội có sao không? Để tôi coi. Cũng may là chỉ bị ngoài da, sao muội không biết nghĩa gì hết, đưa mình vào chỗ nguy hiểm, liên lụy Diệp sư đệ. Đại sư huynh à, đừng trách muội ấy nữa. Muội ấy vì lo cho đệ nên mới quay lại thôi. Muội đó, sức mình tới đâu cũng không biết nữa. Sau này gặp phải tình cảnh này, muội phải tự đi trước, đừng nói lại làm rắc rối mọi người. Nếu không sẽ không phải là nghĩa khí mà là ngu xuẩn. Phan tỷ tỷ nhìn nè, đẹp không? Là muội chọn cho tỷ đó. Cây trâm này đẹp nhất Xuân Phụng Diện, muội còn chọn cho tỷ bộ y phục đẹp nhất, muội đưa cho tỷ hết. Trâm qua có đẹp tới mấy, đưa cho ta cũng lãng phí thôi. Để nó lại cho Tuyết tỷ tỷ, ta thấy tỷ ấy xứng đáng hơn. Phan tỷ tỷ, tỷ đừng nói vậy mà. Tỷ nói vậy trong lòng muội buồn lắm. Muội không cần phải buồn đâu, mặt của ta không liên quan tới muội. Sư đệ à, mạch tượng của đệ hình như đang bị nội thương thì phải. Hèn gì chỉ có mấy tên lính thôi mà đệ không đối phó được. Trước khi đệ tới Nguyên Châu, có một hôm luyện công bất cẩn tàu hỏa nhập ma. Cũng mà Tuyết tỷ tỷ kịp thời phát hiện ra, ra tay cứu đệ mới không có chuyện gì. Nhưng mà vẫn bị chút nội thương. Đệ chỉ sợ mọi người lo lắng cho đệ nên bảo sư tỷ đừng nói mọi người biết thôi. Trong lúc luyện công thiếu sự tập trung, khí huyết mới đi ngược. Diệp sư đệ, đệ có tâm sự gì đang giấu mọi người? Đệ đâu có. Cũng không biết lúc đó đệ làm sao nữa. Sau này đệ chú ý hơn. Diệp sư đệ, lúc nãy đệ bất chấp an nguy của mình để cứu vị quan, ta rất cảm kích. Đa tạ đệ chăm sóc cho vị hôn thê của ta, tẩu tẩu tương lai của đệ. Đừng khách sáo. Xin mời quan nhân. Mama, chuyện trung đường đại nhân giao cho bà,
lo liệu tới đâu rồi? Trời ơi, quan nhân cứ yên tâm đi. Chuyện mà Trung Đường đại nhân căn dặn, đương nhiên Xuân Phụng Diện phải ưu tiên hàng đầu rồi. Chẳng qua là hai mỹ nhân mà lần này Trung Đường đại nhân lựa chọn, tuy là tướng mạo cũng khá, nhưng mà tư chất lại hơi kém một chút. Muốn dạy cho bọn họ tinh thông hết cầm kỳ thi họa ca vũ, còn phải hiểu rõ sở thích của cả nam và nữ nữa, thì cần phải thêm chút thời gian đó đại nhân à. Mỹ nhân gì vậy? Phải tinh thông cầm kỳ thi họa, còn phải hiểu sở thích cả nam lẫn nữ. Lẽ nào Ngao Bái muốn tìm thêm thê thiếp cho mình? Không kịp nữa, số tú nữ cuối cùng cũng sắp tiến cung rồi. Chờ ta làm xong nhiệm vụ sẽ đưa bọn họ tiến kinh. Không phải Ngao Bái tìm thê thiếp cho mình, mà là đi tìm thê thiếp cho tiểu hoàng đế Khang Hy. Tên Ngao Bái này vừa hạ độc hoàng đế, vừa tuyển chọn mỹ nữ cho hoàng đế. Đúng là vừa đấm vừa xoa. Nơi này không tiện để ở, phải lập tức ra ngoài chèo thuyền về chờ trước ca ca. Tri phủ nguyên cho một thái đại nhân hẹn ta ngày mai gặp, địa điểm là Xuân Phụng Diện, làm phiền mama giúp bọn ta sắp xếp nha. Quan nhân cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp chu đáo. Làm phiền mama rồi. Tri phủ đại nhân, Mộc Thái, chẳng phải là Tôn Phúc phải bắt sao? Là ngươi. Không phải tôi. Ngươi giả làm thuyền phu theo ta, rồi tới nghe lén, rốt cuộc ngươi lại. Ngài tha mạng, ngài bỏ đi trốn đi. Nói. Tôi nói. Tại tôi chỉ là một kẻ chèo thuyền thôi. Tôi đưa khách quan tới chỗ Xuân Phụng Diện, nhưng mà không biết Xuân Phụng Diện là đâu. Hồi nãy tới đây rồi tôi mới biết Xuân Phụng Diện là một kỹ diện. Tiểu nhân nghĩ từ nhỏ tới lớn không biết kỹ diện ra làm sao, nên vào xem thử. Nhưng mà tiểu nhân ăn mặc như vậy lại không phải là khách quen, không ai tiếp đón tiểu nhân hết, nên tiểu nhân đành lên trên này nhìn xuống dưới, nhìn bên này nhìn bên kia, thấy một căn phòng có rất nhiều bình rượu bằng bạc, cho nên tiểu nhân tiện tay lấy mấy cái. Kết quả là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám nữa đâu. Ngươi chỉ tới đây để trộm đồ, không có ý đồ gì khác hả? Tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Tất cả đều nằm ở đây nè, bà xem đi. Ở đây hết. Đúng là đồ ở trong kỹ viện. Khách quan, tiểu nhân nhất thời hồ đồ thật mà. Đồ tôi trộm cũng trả lại hết rồi. Còn nữa, đây là khách quan thưởng cho tiểu nhân, tiểu nhân trả lại cho ngài luôn. Ngài tha mạng cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân còn phải phụng dưỡng một lão mẫu ngũ tuần, một tổ mẫu thất tuần nữa. Ngài nể tình gia cảnh của tiểu nhân nghèo khổ, xin hãy tha cho tiểu nhân đi mà. Nếu không còn chuyện gì nữa, tiểu nhân xin phép cáo từ trước ha. Khách quan, ngài tính làm gì vậy? Đồ tôi đã giao hết cho ngài rồi, không tin cứ soát đi. Nhưng mà xin ngài đừng có bắt tôi tới quan phủ. Dẫn tên trộm như ngươi tới quan phủ, ta không rỗi vậy đâu. Nhưng mà tiểu tử chèo thuyền như ngươi sao lại biết võ công chứ? Thật ra huynh đệ chèo thuyền chúng tôi cũng hay luyện tập mấy chiêu đơn giản, nhưng mà võ công mèo quào của tôi gặp phải cao thủ võ lâm như ngài chẳng phải như trứng chọi đá hay sao? Ý mama thế nào? Tiểu tử chèo thuyền này giáo huấn một trận rồi thả đi hả? Không phải là tiểu tử nghèo hay chèo thuyền gì hết, là nha đầu. Nói dối. Nha đầu? Ngài không nhìn ra hay sao? Đây là một cô nương còn rất non nớt, dám tới Xuân Phụng Diện của ta trộm cắp. Gan của cô cũng lớn lắm đó. Người đâu, bắt nha đầu này lại cho ta. Vào trong. Đi. Đi. Làm gì vậy? Buông ta ra. Vào trong. Nè, các người làm gì vậy? Mau thả ta ra đi. Thả ta ra đi mà. Nè, cứu mạng. Không được,
mình phải ra khỏi đây. Trời vừa sáng, Trương Ca Ca sẽ bắt đầu hành động. Lỡ họ bắt được Tôn Phúc tới bờ sông mà lại không thấy mình với chiếc thuyền, lúc đó thì phải làm sao chứ? Sư phụ, người mà thấy ổ khóa dễ vậy con cũng không mở được, chắc chắn sẽ mắng con là đồ nhi bất tài, làm người mất mặt. Chỉ sợ con không chỉ làm người mất mặt, không khéo cả cái mạng con cũng mất luôn. Mở cả ngày rồi cũng không mở được, tay của mình sắp gãy rồi nè. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Như Lai Bồ Đề, Lão Tổ Tiên hiển linh giùm con đi mà, mau giúp con mở được ổ khóa này đi. Cuối cùng cũng mở được rồi. Hả? Lưu đại ca, nhờ huynh nói giúp tiểu đệ vài câu tốt đẹp trước mặt Trung Đường đại nhân. Từ lâu tiểu đệ với đám tàn dư nhà Minh đã chia rẽ ranh giới, một lòng phụng sự Đại Thanh, phụng sự Trung Đường đại nhân. Đám tàn dư nhà Minh âm thầm cho người tới thích sát ngài, có thể thấy được ngài với đám tàn dư đó đã trở mặt rồi. Đúng. Vậy tại hạ giờ kinh phục mệnh, xin phép cáo từ. Cáo từ. Chẳng lẽ tên nô tài khúm núm đó chính là Tôn Phúc? Nhưng đáng lý hắn phải bị Trư Ca Ca bắt đi rồi chứ. Lẽ nào Trư Ca Ca thất thủ rồi sao? Tri phủ đại nhân, lâu rồi không thấy ngài tới xuân phụng diện của chúng tôi nha. Các cô nương người nào cũng nhớ đại nhân hết. Tìm cho ta một người non non một chút. Chuyện này sao vậy? Không nỡ hả? Trời ơi, không phải đâu. Mama đừng có quên, quyền quan không bằng hiện quản. Xuân phụng diện này dù gì cũng nằm trong địa giới của ta mà. Được rồi. Nhưng mà ả nha đầu này rất là cứng đầu, tôi phải đi dạy dỗ trước đã, để tránh làm đại nhân khó chịu. Mau đưa ta xem thử. Được. Cô nương cứng đầu lão tú bà nói đó không phải là mình đó chứ. Mình phải ra khỏi đây ngay. Không đúng, nếu sư huynh sư tỷ thất thủ rồi, có phải mình nên lợi dụng cơ hội này lấy công chuộc tội không? Đúng, phải quay lại đó. Ôi trời ơi, đừng khóc. Tôi không dám trộm đồ nữa đâu. Đừng có bắt cô tới quan phủ được không? Nhà đầu ngốc, cô xinh đẹp như vậy, làm sao ta nỡ đưa cô tới đó chứ? Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Mấy cái bình mà hồi nãy cô đã lấy trộm, ta tặng cho cô hết. Ở chỗ của ta có cái gì ngon, có cái gì vui á, chỉ cần cô thấy vừa ý, Mama sẽ tặng hết cho cô, có được không? Mama đang dỗ ngọt tôi đó sao? Ôi trời ơi, Mama ta nói được là làm được mà. Nhưng mà có điều, nếu như mà ta thả cô đi á, vậy có phải là cô nên thay ta làm một chút chuyện hay không? Chuyện gì vậy? Hầu hạ tri phủ đại nhân. Chỉ cần cô làm cho tri phủ đại nhân vui vẻ thì chuyện cô trộm cắp đồ ta sẽ không truy cứu nữa. Còn nữa nha, ta sẽ cho cô mọi thứ ở đây, cô thích gì thì cứ lấy cái đó. Nhưng mà mama tôi... Ôi trời ơi, trẻ trung giống như cô, dung mạo lại xinh đẹp như trăng, lẽ nào lại muốn chôn vùi ở trong tù sao? Nhà đầu cô là người thông minh, cần phải làm những gì mama đâu cần phải dạy. Nhưng mà người ta vẫn còn chưa xuất gia, cho nên mới kêu cô hầu tri phủ đại nhân đó. Thật ra phận nữ nhi sớm muộn gì cũng có ngày đó thôi. Muốn thuần khiết hay là muốn tự do á, tùy cô lựa chọn thôi. Chỉ một đêm thôi đúng không? Chỉ cần một đêm thôi. Vậy thì tôi chọn tự do vậy.
Nhưng mà có điều, hồi nãy bà hứa với tôi những thứ đó thì bà không được nuốt lời đó. Ôi trời ơi, cô cứ yên tâm đi. Mama ta rất trọng chữ tín, còn giữ nguyên tắc nữa. Mau trang điểm cho cô ấy, nhanh lên, nhanh lên. Cô nương, cô nương, đi thôi. Ờ đúng vậy, không gặp ha. Đâu là không gặp. Ờ đúng vậy, cái con này vui lắm. Đa tạ nha. Chúng tôi đây uống. Mời. Được rồi. Mời. À mời. À mời. Xin mời. Mời đại nhân. Được. Nè, nhanh lên, hầu hạ đại nhân. Tri phủ đại nhân. Sao nàng lại biết ta là ai? Mama dặn tôi ngài là tri phủ đại nhân, cho nên phải hầu hạ chu đáo. Vậy sao? Đúng là hơi non ha. Đi. Tự nhiên nha. Được lắm. Tri phủ đại nhân, hồi nãy mama nói với tôi hôm nay ngài gặp phải thích khách, cho nên kêu tôi rót cho ngài vài chung rượu cho đỡ sợ. Được. Là ai vậy? Ai mà ăn gan hùm hay sao dám đi hành thích ngài chứ? Vài tên vô danh tiểu tốt, không đáng là gì. Ồ, vậy ngài đã bắt được chưa? Đáng tiếc, để bọn chúng chạy thoát rồi. Ê, thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Nói chung tối nay nàng phải làm cho ta vui vẻ trở lại nha. Đúng vậy, tối hôm nay quên hết mấy chuyện không vui đi ha. Uống rượu cho vui vẻ. Được. Nhưng mà rượu này sao không giống loại rượu bình thường ta hay uống ta? À, rượu này do tôi đặc biệt chuẩn bị để an ủi đại nhân, giúp người đỡ sợ. Đại nhân thấy có được không? Thơm giống như là mùi hương trên người của mỹ nhân vậy. Ê, đại nhân, chúng ta chơi xúc sắc đi. À, được. Ê, tôi chơi trước ha. Được, ta nhường nàng. Hey. Hả? Ngài thua rồi, đại nhân. Ngài thua rồi. Rót đầy lên. Ngài thua rồi. Chung rượu này ngài phải uống cho cạn. À, để xem lát nữa làm sao ta thu phục tiểu yêu tinh nàng đây. Nếu ngài thua thì phải uống một chung nữa. À, sao lần nào ta cũng thua hết vậy? Chắc tại hôm nay tôi may mắn. Nè, ngài uống đi, uống đi. Cho ta nghỉ một lát nè. Thêm chung nữa đi. Ta nghỉ một lát thôi. Tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân. Tri phủ đại nhân. Ai? Chơi xúc sắc với ta hả? Từ nhỏ tới lớn Minh Châu Cốc không ai thắng nổi ta đâu. Chơi với ta. Trời ơi, hắn ta y như con heo, làm sao mà khiêng nổi. Không được, bên ngoài toàn là thị vệ của hắn. Tính là sao đây? Có rồi. Quán ăn lớn nhỏ trong thành Nguyên Châu, tủ lầu khách điếm đều tìm hết rồi. Rốt cuộc vị quan đi đâu? Lúc đầu ta trách mũi ấy không chịu ở bờ sông tiếp ứng, bây giờ ta chỉ mong mũi ấy được bình an. Hả? Huynh coi kìa, là ám hiệu của vị quan. Đại sư huynh, tiểu sư muội nói là đang ở Xuân Phụng Viện. Nhưng mà Xuân Phụng Viện này là nơi nào vậy? Xuân Phụng Viện nghe giống như tên của một kỷ viện.
Nhưng mà tại sao quan muội lại ở Kỷ Viện? Nè nè nè, huynh coi, tiểu sư muội nói là muội ấy gặp Tô Phúc trong Kỷ Viện, kêu chúng ta mau tới tiếp ứng kìa. Trương ca ca, cuối cùng mọi người cũng tới. Cẩn thận Phan tỷ tỷ, tên này chính là Tôn Phúc. Nhưng mọi người yên tâm, muội chút rượu cho hắn bất tỉnh rồi. Đúng là hắn ta, lão hồ ly này. Quan muội, sao lại ăn mặc như vậy? À, cũng tại vì bất đắc dĩ thôi. Trư ca ca, huynh đừng giận muội. Ta không giận được sao? Nếu muội không tự ý hành động, chèo thuyền tiếp ứng đi chỗ khác, sao bọn ta lại bị Tôn Phúc bao vây? Huynh thành vì cứu ta còn bị trọng thương nữa. Hả? Tuyết tỷ tỷ sao rồi? Có nặng không? Đã uống thuốc giải rồi, không có gì đáng ngại hết. Ừ. Chỉ cần giận công mấy canh giờ là loại bỏ hết chất độc thôi. Ừ. Sau khi bại lộ, Tôn Phúc hạ lệnh truy nã bọn ta. Bọn ta không thể về khách điếm nữa. Cũng may Diệp sư đệ biết lo xa, chuẩn bị trước một chỗ tá túc để bọn ta có chỗ trú thân tạm thời. Khuynh Thành cũng có nơi để dưỡng thương. Đại sư huynh à, thật ra nhiệm vụ lần này thất bại cũng không thể trách là tiểu sư muội không tới tiếp ứng chúng ta được đâu. Chủ yếu là lão hồ ly này nè, hắn ta quá gian xảo, chúng ta thì quá kinh địch rồi, có đúng không? Bỏ đi, muội bắt được Tôn Phúc coi như lấy công chuộc tội. Nhưng có điều ở bên ngoài toàn là người của Tôn Phúc, chúng ta phải nghĩ cách nhanh chóng đưa hắn ra ngoài. Muội có cách, vẫn là cách cũ. Long thiếu gia, tử lâu đã đóng cửa rồi. Tôi nghĩ bằng hữu cậu chờ chắc sẽ không tới đâu. Chi bằng chúng ta về phủ trước, bằng không lỡ như thái phu nhân biết lại trách tội chúng nô tài. Trương ca ca, nhìn buồn cười quá. Đừng có làm ồn nữa. Chắc làm từ giờ muội không nên gọi huynh là Trương ca ca, mà phải gọi huynh là Trương tiểu muội. Trương tiểu muội. Đừng có đùa nữa coi. Trương tiểu muội. Đi thôi. Đi từ từ. Đứng lại. Đi đâu đó? À, nhưng mama đang bị bệnh nặng, Phan tiểu muội với Trư tiểu muội định đưa mama ra ngoài khám bệnh. Đại gia, lúc nãy Dương mama ăn nhiều quá cho nên không khỏe, ngài cho chúng tôi đưa bà ấy tới y quán đi. Đi 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 đi. Được rồi, được rồi. Đi mau đi mau. Đa tạ ngài. Tử sư muội, muội thấy sao? Diệp ca ca, giống đến mức khó tin luôn. Không chỉ có gương mặt giống thôi, cử chỉ giọng nói cả dáng vẻ, điểm nào cũng rất là giống. Hèn gì ngũ sư phụ cứ nói huynh là học trò tâm đắc chất. Đương nhiên. Tử sư muội, chỉ cần kéo dài hai canh giờ, ta nghĩ đại sư huynh chắc đã ra khỏi thành. Tới lúc đó chúng ta sẽ trốn khỏi đây. Tri phủ đại nhân, thức ăn vừa miệng chứ, có cần thêm món hay không? Không cần đâu, đừng có quấy rầy bọn ta nữa. Dạ dạ, tôi hiểu rồi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Mặt nạ này thật sự quá khó chịu rồi. Diệp ca ca, chúng ta mau ăn đi, nếu không sẽ lãng phí lắm. Mùi ăn đi, ta nhìn mùi ăn là được rồi. Tiểu sư mùi à, ta chưa từng thấy mùi sửa soạn như vậy đó. Đẹp thật ha. Bộ y phục này mặc vào rất là khó chịu, đã vậy còn rất xấu xí nữa. Nhưng mà chỉ có một bộ, không mặc không được. Nè, vừa lúc nãy ta
ta cũng có y phục riêng mà. Nếu như muội không chê thì cứ mặc nó đi. Như vậy đâu có được. Chúng ta chỉ còn 2 canh giờ, còn phải sửa soạn để ra ngoài nữa. Huynh mặc đồ của Tôn Phúc, như vậy mới dễ đưa muội ra ngoài. Nếu thay đồ khác thì làm sao trốn thoát. Nè, muội yên tâm đi. Chút nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ muội để muội được an toàn. Diệp ca ca, Quỳnh thật tốt với muội. Từ nhỏ tới lớn, dù muội làm gì sai, sư phụ mắng muội, trừ ca ca cũng hung dữ với muội. Nhưng mà Quỳnh thì luôn đứng về phía muội. Thật sao? Nè, vậy muội cảm thấy ta với đại sư Quỳnh, muội thích ai hơn? Chuyện này thì muội chưa khi nào nghĩ tới. Trừ ca ca mặc dù hung dữ với muội, nhưng mà muội biết Quỳnh ấy cũng chỉ muốn tốt cho muội. Trong lòng muội, hai Quỳnh đều là ca ca tốt của muội. Ta với sư huynh cùng một vị trí trong lòng của muội, vậy là đủ mãn nguyện rồi. Diệp ca ca, huynh đừng nhìn muội bằng ánh mắt đó được không? Ta ánh mắt như thế nào? Muội cảm thấy ánh mắt của huynh có chút gì đó đa cảm. Nhìn muội như vậy muội thấy không thoải mái. Tiểu sư muội à, muội có thể nhận ra sự đa cảm của ta, ta cũng đã mãn nguyện rồi. À phải rồi, những chuyện ngày hôm nay mình nói đừng kể với ai hết, và đặc biệt là không nói với đại sư huynh nha. Tại sao vậy hả? Từ nhỏ tới lớn chuyện gì chúng ta cũng nói với nhau mà. Hay à, quan muội của ta ơi, muội đúng là một tiểu cô nương không biết gì hết. Trong mắt đại sư huynh, muội là vị hôn thê, còn với mọi người ở trong cốc, muội là thái tử phi tương lai. Vì vậy, những gì mà ta vừa nói với muội là đại nghịch bất đạo rồi. Nè, cho nên đó là bí mật nhỏ của hai chúng ta nha, đừng nói cho ai biết hết. Muội biết chưa? Diệp ca ca, nếu huynh cũng thấy mấy câu đó không được hay, vậy thì sau này đừng nói nữa. Tại vì muội nghe xong cảm thấy không thoải mái. Được, được rồi. Trước đây ta chưa từng nói, sau này ta cũng không nói nữa, được chưa? Trời ơi, trời ơi, tri phủ đại nhân, ngài có thể làm như vậy được? Không được lấy của tôi đâu, tri phủ đại nhân à. Tại sao lại như vậy? Họ lên, mọi thứ đáng giá đều lấy đi hết. Họ lên, tri phủ đại nhân à, tối qua ngài uống rượu tới giờ vẫn chưa tỉnh hay sao vậy? Ngài lấy hết tài sản của tôi như vậy, làm sao mà được chứ đại nhân? Các người mua bán gái nhà lành, ép người ta hành nghề, ta chưa hỏi tội bà, vậy là đã nương tình lắm rồi. Tri phủ đại nhân à, ngài đừng có quên là người đứng sau Xuân Phụng Viện là ai nha. Đừng lấy người chủ đứng sau ra dọa ta, ta thật sự không tin trên đời còn có ai dám bất chấp dương pháp đại thanh nữa. Tri phủ đại nhân, trước đây ngài đâu có như vậy đâu. Đại đương nhân nhiên rồi, trước đây tri phủ đại nhân chỉ muốn điều tra sự thật cho nên mới chịu ý của bà. Bây giờ đã có tôi làm chứng, để bà lại có ích gì chứ? Cô đúng là cô rồi. Nói mau, cô cho đại nhân uống thuốc gì rồi hả? Mà chỉ trong một đêm thôi, ông ấy đã như một người khác rồi. Đúng vậy, chính là bổn cô nương đó. Vậy thì sao? Được lắm, cô rất là bản lĩnh. Chỉ có một đêm mà cô đã làm cho đại nhân bị mê mẩn tới như vậy rồi. Đại nhân, toàn bộ tài sản trong viện đã được đưa lên xe ngựa rồi. Được, xuất phát. Đại nhân, đại nhân à, đại nhân đừng lấy đồ của tôi mà, đại nhân. Ả tú bà đáng ghét, ai kêu cậy thế hiếp người, không hết làm càng. Đứng lại cho tôi. Đi nha. Trời ơi, chuyện lớn rồi, tính sao bây giờ? Đứng lại nói cho tôi. Cô đương này đúng là. Đứng lại. Trời ơi. Tài sản của tôi. Đứng lại làm sao? Cục gia đầu thốt kiếp, đứng lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Trả lại đây. Rất thơm. Dịch quay tới rồi. Để đây, còn quá, còn quá, ăn riêng đi. Đại gia dùng không thả. Giờ mày thôi đó. Khách quan à, khoan đã. Xin lỗi nha, để dịch quay này đem nhầm bàn. Ê, rồi cứ để xuống đi. Lộn đâu mà lộn, tôi có gọi mà. Thành thật xin lỗi, khách ở phòng bên cạnh cũng có gọi dịch quay, nhưng mà không đúng lúc thôi. Hôm nay chỗ chúng tôi chỉ còn là một con thôi à. Vậy thì cũng là của tôi gọi trước mà. Vì vậy dịch quay này cũng là của tôi. Hay là như vậy đi,
Mỗi món hôm nay cậu ăn, tôi sẽ giảm cho 2 phần ngân lượng. Ngoài ra, tặng thêm cậu 2 món ngon nữa. Chứ, ai cần ông giảm? Tiểu gia đây nhiều tiền. Thấy chưa? Gian thật đó nha. Cầm lấy đi, cầm lấy. Khách quan, vị khách bên kia lai lịch không nhỏ, tiểu nhân không dám đắc tội. Khách quan thông cảm cho. Thông cảm cái gì mà thông cảm hả? Đi. Thiên hạ để nhất tủ lầu mà. Sao ăn bữa cơm cũng theo thế lực. Tôi mặc kệ. Tóm lại con vịt này của tôi. Đắc tội khách quan, con vịt này tôi phải mang đi. Đưa tôi. Buông ra. Buông ra. Ai vậy? Vịt quay của Trung Đường đại nhân cũng dám giành sao? Mang đi. Ta cũng không thích con vịt quay này cho lắm. Mang đi đi. Con vịt quay này đã bị ngươi ăn rồi, ta còn ăn được hay sao? Trời ơi, hôm nay ra đường sao không có ngày vậy chứ? Là cô? Không phải là tôi. Tiểu nha đầu, lần trước đến Xuân Phụng Viện cô đã bị ta vạch mặt một lần rồi. Lão nương biết vô số người, những trò giặt giảnh của cô qua mặt được lão nương sao? Muốn ăn con bữa cơm sao khó dữ vậy không biết. Bắt ai lại cho ta. Mau đuổi theo. Đuổi theo tôi đi mama. Cô đừng có chạy đó. Đuổi theo đi. Không thấy gì nữa. Tôi bị mù rồi. Không thấy gì nữa hết. Bị mù rồi. Trung Đường đại nhân, còn không mà bắt ả lại đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Thiệt là bị bắt. Sao bắt người ta vậy? Sao lại như vậy chứ? Đi. Quỳnh nói cái gì? Vị quan đã bị Ngao Bái bắt đi rồi à? Đúng vậy, Ngao Bái là đệ nhất dũng sĩ Đại Thanh, bên cạnh lại có thị vệ võ công cao cường, chúng tôi không dám ra tay tương cứu. Thiếu minh chủ, bây giờ phải làm sao? Tạm thời đừng làm gì hết, chờ tin tức ở tủ lầu, không được bước mây động rừng. Dạ. Ca ca, ai kêu lúc ra ngoài Quynh nguyện rủ muội, bây giờ muội phải làm sao đây? Thì ra là một tiểu hòa đồng Lương Mama. Dạ. Cô nương đêm hôm đó rời khỏi Xuân Phụng Viện với Mộc Thái đại nhân là ả sao? Bẩm Trung Đường đại nhân, chính là ả. Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sợ hết gai ốc rồi nè. Bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh. Yêu nữ to gan, người đem tri phủ đại nhân đi đâu rồi? Cô không mau khai ra, nếu có nữa là gian dối ta. Mama ơi, cứu mạng tôi với mama. Trời ơi, cô thành thật khai báo ra tung tích của tri phủ đại nhân, tôi có thể xin Trung Đường đại nhân tha mạng cho cô. Mau nói đi. Thật không? Nói đi. Được rồi, tôi nói. Hôm đó tri phủ đại nhân nói là muốn dẫn tiểu nữ ra ngoài chơi, cho nên lúc đó tiểu nữ vui lắm, còn tưởng là sắp được bay lên cành cây cao, không cần lo nghĩ gì nữa. Nhưng mà ai ngờ tri phủ đại nhân
lại dẫn tiểu nữ tới một nơi vô cùng vắng vẻ. Lúc đó tiểu nữ nghĩ chắc chính thất của tri phủ đại nhân hung dữ nên muốn nhận tiểu nữ về làm thiếp. Nhưng mà lúc xe ngựa chạy tới khu rừng nhỏ thì tri phủ đại nhân một mình bước xuống kêu tiểu nữ ngồi trên xe chờ. Sau đó thì tiểu nữ lén kéo màn nhìn ra và thấy tri phủ đại nhân nói gì đó với một đám hiệp khách mặc y phục màu đen. Hiệp khách y phục đen hả? Vậy bọn họ nói chuyện gì? Bọn họ nói cái gì mà cốc... cốc cốc gì đó, dương dương gì đó, minh cái gì đó, cái gì mà... Có phải là bọn chúng nhắc tên Minh Châu Cốc, Tấn Dương? À, đúng đúng đúng, bọn họ nói chính là chuyện đó. Minh Châu Cốc này là cứ địa bí mật của đám người chống đối triều đình. Còn Tấn Dương có lẽ là muốn nhắc tới tình Lý Định Quốc được Nam Minh Vĩnh Lịch Đế Chu Do Lạc sắc phong. Sau này Vĩnh Lịch Đế này đã bị Ngô Tam Quế tiêu diệt, hắn giả chết lưu vong, tập trung một đám loạn đảng nuôi hy vọng hảo quyền chống đối triều đình. Vậy chẳng lẽ tri phủ đại nhân bị mất tích là do loạn đảng gây ra hay sao? Chúng còn nói gì nữa không? Hình như bọn họ nói cái gì mà tuyệt đối không được để lộ ra, không còn đường để lui nữa, để lộ ra là chết. Hình như là vậy. Lẽ nào tri phủ đại nhân... Thần nghi ngờ từ lâu rồi. Trong đám hàng tướng Quy Thuận đại thành chúng ta, khó tranh có kẻ một giả hai lòng. Tên một thai này tên thật là Tôn Phúc, thuộc hạ tâm phúc của Lý Tự Hưng, con trai thứ hai của Lý Định Quốc. Đầu đuôi chuyện này chắc chắn do Lý Định Quốc sai khiến hắn giả vào Quy Thuận đại thành, bây giờ lại cấu kết với đám tàn dư của nhà Minh. Đúng vậy. Bọn chúng còn nói gì nữa? Người mau nhớ kỹ lại cho ta. Bọn họ bịt kín mặt, chỉ nói có vài câu thôi, tôi cũng không nghe rõ lắm. Nhưng mà tôi nghe thấy tên của một người, mỗi lần nhắc tới người đó thì lại to tiếng, lòng đầy căm phẫn, còn mắng như tát nước nữa. Đám người đó mắng ta? Hình như bọn họ nói cái gì mà Ngao Ba Ba, Ngao Mai Rùa dám tự xưng là đệ nhất dũng sĩ, sớm muộn gì cũng đánh hắn tan nát. Tiểu Hoa Đầu, ngươi không cần sợ, nói tiếp cho ta nghe. Rồi sao nữa? Rồi sau đó cuối cùng tiểu nữ cũng hiểu. Hình như là tri phủ đại nhân muốn dẫn tiểu nữ đi tới cái chỗ cái gì mà Minh Châu Cốc hồi nãy nói đó. Nhưng mà đám hắc y nhân đó lại không cho. Chúng bắt tri phủ đại nhân phải giết tiểu nữ. Lúc đó tiểu nữ sợ lắm. Rồi kế đến tên lính bên cạnh tri phủ đại nhân, hắn ta rút kiếm ra giết người. Cô đánh xe ngựa, tôi đã phóng bọn chú. Tôi không được đâu, tôi không biết đánh xe ngựa. Không muốn chết thì nhanh tay nắm chặt dây cương đi. Nhanh. Sau đó thì sao? Sau đó thì tiểu nữ ráng nắm chặt dây cương, biết chạy chạy mãi. Rồi tôi thấy sau lưng tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn. Tôi đánh xe ngựa tiếp tục chạy đi. Đi được một lát thì ngựa cũng mệt, không chạy nổi nữa. Tiểu nữ sợ bọn họ đuổi tới giết tiểu nữ nên cũng bỏ trốn. Tên vệ đội trưởng này chính là mật thám đã sắp đặt bên cạnh của Tôn Phúc. Có thể là hắn phát hiện ra Tôn Phúc cấu kết với loạn đảng nên tên Tôn Phúc đó mới giết người diệt khẩu. Tiểu Hoa Đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy sao người lại không đi báo quan? Tại tiểu nữ sợ, một là tri phủ đại nhân, số còn lại là vô lại. Tôi sợ nếu đi báo quan thì khác nào tự nộp mạng. Ta hỏi người, sau hôm đó làm sao người tới được kinh thành? Tại vì tiểu nữ không dám ở lại Nguyên Châu nữa, tôi sợ bọn họ sẽ truy sát, nên tôi suy nghĩ hay là về kinh thành tìm ca ca thất lạc nhiều năm của mình. Nhưng kinh thành lại lớn như vậy, tôi không tìm được ca ca nên chỉ còn cách đi ăn trộm giặc để sống qua ngày.
Trung Đường đại nhân, ngài thấy những gì mà con nha đầu này nói có đáng tin hay không? Chuyện này có liên quan tới rất nhiều vấn đề cơ mật và phức tạp. Lời nói của một tiểu nữ tặc bình thường không thể giải quyết được. Nhưng mà ai kể lại lưu loát như vậy, không giống như chuyện quan được mới bịa ra. Đại nhân ơi, tiểu nữ biết lỗi rồi, không dám trộm đồ nữa, có chết cũng không dám. Đại nhân, mama, mama ơi, mama, mama nghĩ đại nhân tha cho tiểu nữ đi mà. Này, đây chính là đồ mà tôi trộm được, tôi cho bà hết đó. Mama, hãy xin đại nhân giùm tôi đi, làm ơn đừng giết tiểu nữ mà. Trung Đường đại nhân à, theo ngài nha đầu này phải xử trí như thế nào đây? Không cần làm ầm lên, về đi, cứ đưa tiểu qua đầu này về phủ trước rồi tính sau. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Chủ tử, không xong rồi, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Lúc nãy nô tài tới hiệu thuốc Từ Hàng chuyển lời, trưởng quầy ở đó nói với tôi, nói là Lý Tiêu Hiệp mất tích rồi. Vị quan mất tích rồi? Trưởng quầy ở đó nói bây giờ ca cao của cậu ấy đang cuống cuồng lên, cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Ăn đi. Không phải chứ, bà cho tôi ăn hai cái bánh bao hả? Trời ơi, vậy cô còn muốn gì nữa đây? À, không lẽ là cô nghĩ mình còn đang ở thiên hạ đệ nhất lầu hầu rượu đại gia sao? Mama, hồi nãy ở tửu lầu tôi có bất kính với bà một chút, nhưng mà bà cũng đừng quên tôi có đưa cho bà hai nén vàng để chuộc tội. Cho nên là ta mới mang cho cô hai cái bánh bao. Mama ta đây là người có nguyên tắc, sống rất là tình nghĩa. Hai cái bánh bao đổi hai nén vàng, lần đầu mới thấy bánh bao mắc vậy. Nhưng mà có hai cái bánh bao cũng đỡ hơn không, ít nhất cũng không đói chết. Ăn thôi. Ở trong nhân bánh bao có thêm mấy miếng vịt quay. Mấy miếng vịt quay béo ngậy đang tan trong miệng tôi. Ôi trời, giờ là lúc nào rồi mà cô còn nghĩ tới chuyện ăn uống được hả? Nè, cô không lo lắng đây là bữa ăn cuối cùng hay sao? Sợ thì sao chứ, sợ thì cũng phải ăn, còn hơn là ngồi chờ chết. Mama, thật ra ở kinh thành này có không ít con dê, tất cả đều bị tôi giết thịt. Thời gian ở đây tôi có giấu một ít tiền, hay là chúng ta chia đôi đi? Không được. Sao bốn? Tôi bốn bà sáu được chứ? Không được, dù cô cho ta hết á thì ta cũng không dám thả cô ra đâu. Có nhiều tiền hơn mà không có xài được thì có ý nghĩa gì đâu. Mama, tôi cầu xin bà giết tôi thì dễ, nhưng mà các người giữ tôi lại sẽ có ích hơn. Kinh thành có nhiều con dê như vậy, tôi đi bắt dê về cho bà, được bao nhiêu cho bà hết. Bà thấy có được không hả mama, được không? Ôi trời ơi, tiểu nha đầu này đúng là lanh lợi thiệt nha. Mama ta đây á dạy dỗ bao nhiêu cô nương rồi, mà mấy cô nương đó đều do Trung Đường đại nhân chọn lựa kỹ càng. Nhưng mà trong số bọn họ không có ai được xinh đẹp bằng cô, mà cũng không có một ai được lanh lợi như là cô hết. Vậy ý của mama tức là có thể thả tôi ra ngoài hả? Ôi trời ơi, làm sao ta dám thả cô ra được chứ. Nhưng mà mama ta đây á cũng là người có nguyên tắc sống tình nghĩa, không thể nhận không của cô hai nén vàng được. Nên hôm nay ta chỉ cho cô một con đường sống. Bà mau nói đi. Tuy là bị đặt nhưng mà vậy cô nương nói rất lưu loát, không hề có sơ hở gì hết. Lão giang xảo ngao bái đó cũng bị cô ấy gạt luôn rồi. Tiểu A đầu này ý mình có chút thông minh, gan to bằng trời. Tuy là gạt được ngao bái nhưng mà vẫn bị ngao bái dẫn về phủ. Ngao bái tính xử trí ra sao cũng rất khó đoán. Chúng ta có sắp đặt tay mắt trong ngao phủ rồi, nhưng mà ngao bái không tin chúng ta, ngờ chúng ta chỉ được làm sai vặt thôi.
Nhưng tôi đã dặn bọn họ, kêu họ mau chóng tìm cách thám thính tình hình rồi. Ngao Bái rất tàn bạo, Di Quan ở trong tay của hắn càng nguy hiểm. Chúng ta phải mau chóng tìm ra cách cứu muội ấy ra. Thiếu chủ, Long Thành thiếu gia cho người tới hỏi chuyện cứu Di Quan thiếu hiệp, có cần bọn họ giúp đỡ gì hay không? Ông đi nói với họ chưa tìm được Di Quan, nhưng mà chúng ta sẽ tự giải quyết, không cần phiền tới họ. Đa tạ họ quan tâm. Dạ. Bà Ma đã chọn đúng người rồi. Bà coi, đôi mắt to tròn, còn sáng long lanh, đại mỹ nữ. Mà quan trọng là tóc đen, da trắng, chân dài. Đại mỹ nhân mảnh khảnh đáng yêu. Bà chọn tôi là đúng rồi. Một dạng người mới có một người đẹp giống như tôi. Nói vậy tức là cô đồng ý rồi hả? Sao vậy? Sao lại không chịu? Trung đường đại nhân này không có thiếu tiền đâu. Thứ mà ngài thiếu chính là mỹ nữ. Đây là cơ hội cuối cùng của cô đó. Vậy có thể đem cho tôi một dĩa dịch quay được không? Với lại bình rượu hoa quế nữa. Tôi phải ăn no bụng trước rồi mới suy nghĩ được chứ. Tiểu Hữu, báo nội ứng trong Ngao phủ. Nói với hắn, ta ở cách Ngao phủ 100 thước để chờ tin tức. Nếu Ngao Bái muốn giết người, lập tức phát tín hiệu ngay. Ý của thiếu chủ là, lỡ Ngao Bái muốn giết vị cô nương, cậu sẽ đích thân đi cứu người sao? Phủ của Ngao Bái cảnh giới nghiêm ngặt, thân phận của thiếu chủ không tầm thường, từ đó không thể sơ suất được đâu. Không tới bước đường cùng, ta sẽ không mạo hiểm đâu. Nhưng mà nếu Ngao Bái muốn giết vị quan, ta cũng không thể chần chừ. Thiếu chủ với vị cô nương đúng là tình sâu nghĩa nặng. Tiếc là cô ấy quá hồ đồ, không biết trân trọng, còn gây phiền phức cho cậu nữa. Vị quan cũng không muốn vậy, không trách muội ấy. Huynh đi nghe ngóng tin tức. Ta phải tập trung nhân thủ, chuẩn bị kế hoạch vào phủ cứu người. Thuộc hạ tuân lĩnh. Nhất định là vị quan có chuyện gì rồi. Ca ca của quân ấy không chịu nói thật. Dạ phải chủ tử. Nhưng mà chuyện này tôi nghĩ cậu đừng lo lắng quá. Nhân sĩ giang hồ xảy ra chuyện, thế nào cũng sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào. À như vậy, phái một số người canh ở hiệu thuốc Từ Hàng, có tin tức gì lập tức bẩm báo. À, dạ. Ờ à, chủ tử à. Cậu xem, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hay bây giờ thiếu gia về phủ trước, bằng không thì lỡ để lão thái thái biết được, chắc chắn lại trách tội nô tài. Đi thôi. Ờ à, được. Dạ mời. Trời ơi, cô đã ăn hết nguyên một con vịt quay luôn rồi mà vẫn chưa nghĩ xong hả? Suy nghĩ xong rồi. Bây giờ bà dẫn tôi đi trang điểm đi, tôi phải đi gặp Trung đường đại nhân. Biết ngay cô là một nha đầu thông minh mà. Lưu Mama. À, dạ. Ý của bà là đầu dĩ quan này thích hợp thật sao? Đại nhân, tuy là trong cung mỹ nữ như mây, nhưng mà ai cũng nhát gan sợ chết. Nữ nhi thông minh hoạt bát giống như là vị quan thật sự không có nhiều đâu đại nhân à. Bây giờ á, hoàng thượng còn đang ở tuổi thiếu niên, nên chắc chắn sẽ rất dễ bị những cô nương như vậy thu hút. Đầu này tính cách gan dạ, thích chơi đùa. Ta chỉ lo là sau khi ả vào cung sẽ khó bề không chế. Ả nhà đầu vị quan này có rất là nhiều nhược điểm, ham tiền ham ăn, lại ham danh qua phú quý, sợ khổ sợ đau còn sợ chết nữa, cho nên là ả rất là dễ bị khống chế. Hơn nữa chúng ta còn có thể cho ả phục dùng đại bổ hoàn, tới chừng đó không sợ ả không chịu nghe lời. Từ trước tới giờ chúng ta đã đưa không ít thiếu nữ tiên cùng, nhưng mà chỉ có một người được hoàng thượng sủng ái. Chỉ đáng tiếc là bị Lệ Quý Nhân mới vào cung đã bị lấy hết oai phong. Trước mắt chúng ta cũng không còn người nào tốt hơn.
Vậy lần này phải đành cược một ván vậy. Nhưng mà trước mắt tôi vẫn còn lo lắng một chuyện. Á nha đầu này biết võ công, không biết là sau khi tiến cung rồi có khiến người ta nghi ngờ hay không nữa. Không thành vấn đề. Cô nương mãn tộc bọn ta từ nhỏ đã được huấn luyện, lớn lên trên lưng ngựa rồi, biết cưỡi ngựa băng cùng cũng chỉ là chuyện bình thường. Vậy thì lão phu sẽ ngụy tạo cho ả một thân phận tiểu nữ nhập võ tướng. Vậy thì thứ nhất, ả sẽ biết ít võ công đơn giản, chẳng phải ổn thỏa rồi ta? Đúng. Lão gia, vị cô nương trang điểm xong rồi, đang đợi bên ngoài. Cho ả vào đây. Dạ. Tiểu nữ bái kiến trung đường đại nhân. Tốt. Tạ ơn trung đường đại nhân tha mạng. Vị quan, có phải là cô cam tâm tình nguyện làm gì cho lão phu không? Tiểu nữ xin thề sẽ trung thành với trung đường đại nhân. Đây là gì vậy? Thơm thật đó. Đây là đái bổ hoàng. Uống nó vào sẽ giúp da của cô trắng mịn như ngọc, giữ gìn nhan sắc. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Đái bổ hoàng này công dụng bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe và dưỡng nhan sắc. Chẳng qua là một khi đã uống vào thì cứ mỗi tháng lại phải uống thêm một viên. Còn bằng không thì dạ dày của cô sẽ thối rữa, đau đến mức sống không bằng chết. Sao hả? Nếu cô đã chấp nhận làm việc cho lão phu thì uống đại bổ hoàng này vào. Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm việc theo lời dặn của lão phu, sau này cứ mỗi tháng lão phu sẽ cho cô một viên. Vậy nếu như tôi không uống viên đại bổ hoàng này, có phải ngài sẽ giết tôi không? Đầu tiên là chuyện tri phủ Nguyên Châu cấu kết với bọn loạn đảng, biết mà không báo. Sau đó còn dám to gan trộm cắp dưới chân thiên tử, cả hai tôi đó đều phải chém đầu. Đại bổ hoàng gì chứ? Rõ ràng là độc dược mãn tính Đoạn Trường Tán. Bổn cô nương 10 tuổi đã biết điều chế, cũng biết giải. Dáng vẻ lưỡng lự sợ chết của ta bây giờ chẳng qua là để tên đại ác nhà ngươi lơ là thôi. Ai trời ơi, cô nghe ta nói nè, cô là người thông minh, uống đại bổ hoàng này vào, từ giờ vinh qua phú quý hưởng không hết. Còn nếu như không uống á, thì cái đầu trên cổ của cô phải dọn đi chỗ khác rồi đó. Uống nhanh lên. Ngon thiệt đó. Giống như kẹo vậy. Còn nữa không? Cô tưởng nó là kẹo là cơm để cho cô ăn sao? Coi ngài kia, lúc tôi không chịu ăn thì cứ đòi đánh đòi giết, còn tôi muốn ăn thêm vài viên thì lại tiếc. Tiếng ba đầu này đúng là thú vị thật. Lưu Mama, từ giờ tới lúc tu nữ tiến cung chỉ còn có 7 ngày nữa, bà phải tranh thủ thời gian dạy dỗ cho cô ta, đừng để cô ta có sơ hở gì. Phải làm sao để nam nhân yêu thích? Lưu Mama là có kinh nghiệm nhất. Mỹ nữ mà bà ấy dạy ra, ai cũng khiến cho nam nhân điên đảo thần hồn. Chỉ tiếc là hoàng thượng còn trẻ, mới vừa biết yêu, thêm phần chốn hậu cung quá nhiều mỹ nữ nên không thể thu hút được hoàng thượng, cho nên bọn họ mới chưa thể bay lên cành cao được. Ê, ngài nói vậy là đúng rồi đó. Muốn thu hút sự chú ý của hoàng thượng, chỉ dựa vào tài năng kỹ nghệ xuất chúng là không được, mà phải động não, tìm cách đặc biệt. Tôi nói đúng không Mama? Ồ, vậy cô nói thử ta nghe, làm sao mới có thể khiến cho hoàng thượng chú ý? Về chuyện này thì bây giờ tôi vẫn chưa nói được, phải chờ sau khi vào cung tùy cơ ứng biến. Đại nhân à, nếu như nói là tùy cơ ứng biến á, thì A đầu Di Quan này giỏi hơn các cô nương khác gấp 100.000 lần đó. Đại nhân cứ yên tâm, để không phụ lòng kỳ vọng của ngài, cũng để cho bản thân tôi có tiền đồ sáng lạng ở trong cung, tôi sẽ dốc hết sức để được hoàng thượng chú ý.
cũng được. Ý của chủ tử khó đoán nhất. Làm sao được ân sủng, đành phải chờ xem vận may của cụ thôi. Chỉ tiếc là lão phu không có tiểu nữ. Nếu lão phu có một tiểu nữ thông minh lanh lợi giống như cô thì tốt biết mấy. Nghĩa phụ tại thượng, nghĩa nữ khấu đầu với người. Ê cô, chẳng qua ta chỉ thuận miệng nói vậy. Cô sao cô lại tùy tiện kết nghĩa như vậy? Cô phải công nhận A đầu này lúc nào cũng biết nương theo trụ cột để mà leo lên. Được, lão phù nhận con làm nghĩa nữ của ta. Mau đứng lên đi. Đa tạ nghĩa phụ. Đúng rồi, nghĩa phụ có một chuyện này cần phải nhắc nhở con. Chuyện kết nghĩa của chúng ta tuyệt đối phải giữ kín. Sau khi con vào trong cung, tuyệt đối không được để cho người khác biết được. Nếu như hoàng thượng phát hiện ra con là người của ta sắp đặt thì với con, với lão phu đều chẳng có lợi ích gì đâu. Nghĩa phụ cứ yên tâm, nghĩa nữ này không nói linh tinh đâu. Đúng là mắt mũi miệng tay chân đều lanh lợi mà. Dừng. Lúc các cô bước đi, không được đánh tay quá cao, cũng không được để quá thấp, phải để ở mức thích hợp. Đây là quy tắc, nghe rõ chưa? Dạ rõ, dạ, rồi. Tiếp tục đi. Khoan đã, Lưu Mama, chúng tôi đã tập 2 canh giờ rồi, mà cũng đã qua giờ cơm trưa. Bây giờ vừa mệt vừa khát, cho chúng tôi đi ăn một lát được không? Không thể được. Khi nào ta thấy các cô tập luyện tốt, đạt đúng yêu cầu rồi mới được nghỉ. Tiếp tục đi. Dừng lại. Di Quang, ai cho cô ngồi xuống? Lưu Mama ơi, chân của tôi rách da rồi nè, tôi đi không nổi nữa. Vậy thì cô cũng phải xin phép ta trước chứ. Sao dám tự ý ngồi nghỉ như vậy? Lúc nãy ta đã nói như vậy là làm trái cung quy. Vậy mà cũng là trái cung quy nữa hả? Đương nhiên, trong chốn hoàng cung này, chỉ cần làm chuyện trong cung không cho phép, nói những lời trong cung không cho phép đều được gọi là trái cung quy. Cô có biết trong số các tú nữ năm trước có một cô tự ý cho cá của Thái Hoàng Thái Hậu ăn, sau đó nó chướng bụng mà chết. Cô có biết cô tú nữ này gặp chuyện gì không? Gặp chuyện gì? Đã bị bỏ đói cho đến chết. Đói đến chết? Xử phạt tàn nhẫn vậy luôn sao? Tôi... Lưu Mama ơi, vậy tôi thỉnh ý bà, tôi có thể ngồi nghỉ lát được không? Không thể được. Đứng dậy đi tiếp đi. Đau quá đi mất. Lưu Mama. Chuyện gì nữa? Đầu của tôi hơi ngứa, tôi gãi chút được không? Được. Lưu Mama. Nói. Tôi muốn xin lỗi, bà nhất định là người luôn thấu tình đạt lý nên không thể không cho tôi hắt hơi đúng không? Lần sau tôi sẽ kìm lại. Sao cô lại nói nhiều vậy chứ? Mau đi, nhanh lên đi. Lưu Mama. Lại chuyện gì nữa? Chỉ mới một lát đã giơ tay 3 lần rồi. Tại vì bà nói mà, nếu như có chuyện gì thì phải giơ tay thỉnh ý. Có chuyện gì nói lẹ đi. Tôi
Tôi muốn xì hơi. Trời ơi. Ả nha đầu này thật là. Bây giờ ta đã hiểu, cô đang cố tình chống đối ta đúng không? Ê, không có không có. Tôi không có cố ý chống đối. Tại tôi không kìm nổi nữa. Đừng hòng chống đối ta. Không lẽ tao không hiểu cô đang nghĩ gì sao? Người đâu, lôi ả ra ngoài cho ta. Phạt 20 trượng. Dạ. Ê, khoan đã. Lưu Mama, mà biết lại bộ thượng thư Đinh Đại Nhân không? Đương nhiên ta biết. Vậy thì bà có biết tôi là con nuôi của ai không? Trung Đường Đại Nhân. Cô hay đánh trống không cần đánh mạnh. Có những chuyện không cần nói trắng ra. Được rồi. Ta niệm tình chân cô đã bị rách da, cho cô nghỉ một lát. Xin đa tạ Lưu Mama. Tiếp tục tập luyện đi. Bà ta ngồi đó được ăn được uống, vậy mà bắt mọi người phải chịu mệt chịu đói. Cô làm sao vậy hả? Không tập cho tử tế lại gây rối ở đây. Quỳ ở đó hai canh giờ cho ta. Lưu Mama, chúng tôi không cố ý đâu. Tại vì tôi giẫm lên thứ gì đó nên mới trượt chân. Mama, có đậu tằm. Bà xem, chắc là Ngọc Lan tiểu thư bất cẩn giẫm phải cho nên mới bị ngã. Sao lại có đậu tằm ở đây chứ? Cô sao vậy hả? Mau trả lời đi. Tại tôi bị mắc nghẹn. Đang yên đang lành sao cô lại bị nghẹn? Lúc nãy tôi nuốt nước bọt không cẩn thận nên mới bị mắc nghẹn. Nuốt nước bọt bị nghẹn hả? Khắp nơi đều có mùi đậu tằm từ miệng của cô. Còn muốn gạt tao sao? Đưa tay ra đây. Không có gì hết. Đưa ra đây. Không có gì hết thật mà. Lưu Mama. Cô còn muốn chối nữa không? Xem ra không cho cô bài học. Cô thật sự không biết thế nào là cung quy. Người đâu, lại đây. Khoan đã. Lưu Mama, bà quên rồi sao? Vị quan và Trung Đường Đại Nhân là... Người nào làm trái cung quy đều phải bị xử phạt. Bộ cô tưởng bây giờ ta vẫn chưa hiểu gì sao? Thật ra lúc nãy ta đã hiểu ra rồi. Trung Đường Đại Nhân sao lại phái một nha đầu không biết trời cao đất dày như cô vào cung chứ? Nếu cô đã rất thích ăn lại còn sợ bị đói, vậy ta sẽ phạt cô hôm nay đóng cửa sám hối. Không ai được cho ả ăn uống. Cái gì? Cũng may vẫn còn một hạt đậu tằm.
Ngon quá. Nhưng mà mình thấy vẫn rất đói. Đói sắp chết rồi đây. Đói chết đi được. Đói chết đi được. Uống chút nước lót dạ. Không phải chứ. Đói quá. Đói bụng quá. Đói chết đi mất. Vịt nướng. Làm sao đây, đói bụng quá. Mới vào cung đã phải chịu đói rồi. Không biết Trư Ca Ca có tìm được Long Tam chưa nữa. Long tiểu đệ ơi, vị trí của đệ trong cung rốt cuộc có cao không? Có khống chế được Lưu Ma Ma giùm ta không? Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Không phải là đã hẹn gặp ở chỗ này sao? Đi đâu rồi vậy? Có khi nào đi lạc đường không ta? À, không phải không phải. Đại ca thông minh lắm mà. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đại ca. Đại ca. Đói quá. Một, hai, ba. Đúng rồi, tối hôm nay được ăn cá sống. Yeah. Đi thôi. Đi thôi. Trạm ca. Trạm ca. Trạm ca. Trạm ca. Hey. Làm người ta hết hồn à. Thì ra là con anh Vũ này đang giở trò đó hả? Làm người ta giật mình. Trạm ca. Còn dám nói nữa hả? Được. Ta sẽ cho ngươi một bài học. Cho ngươi biết mùi lợi hại. Sư phụ ngươi không dạy ngươi sao? Quả từ miệng mà ra. Bị ta bắt rồi đó. Vào cung là phải biết ít nói làm việc nhiều, biết không? Chứ đừng có nói nhiều giống như ta, chỉ hại thân thôi. Không được nói nữa nha. Không phải chứ, ta không có giết người nha. Ta không có giết người. Không phải ta giết đâu. Ta không có giết người mà. Nè, nè, tỉnh lại đi. Không phải chứ. Ta làm cho ngươi chết ngạt thật hả? Ta không có cố ý mà. Hay là ta đọc Kim Cang Kinh để siêu độ nha. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trữ tú cung của chúng ta có nuôi con chim anh Vũ, tự nhiên bị biến mất. Cá chép nuôi trong hồ cũng bị mất một con. Nói đi, là do ai làm? Ai mà biết, biết không biết, biết nữa, làm sao mà biết không biết chứ. Ai làm nữa. Mà Ngọc Lan Dung, Tuệ Tú Hòa tối qua có ra ngoài. Ngọc Lan, Dung Tuệ, Tú Hòa, các cô bước ra. Tối hôm qua
có người thấy các cô rời khỏi chỗ ở. Ba người đã đi đâu? Tú Hòa muội muội muốn đi mau xí, trời lại rất tối, đi một mình thì sợ. Tôi và Dung Tuệ đã đưa cô ấy đi. Chỉ đi mau xí sao? Vậy thì trên đường trở về phòng có tiện đưa tay ra trộm con cá con chim không? Mà mình dám? Chúng tôi đâu dám trộm đồ trong cung chứ. Nhưng mà ngoài ba cô ra thì không ai rời khỏi phòng mình. Không phải các cô thì còn ai nữa? Người đâu? Lôi ba người này ra ngoài giả miệng. Đánh đến khi nào chịu khai thì thôi. Mà bạn. Chúng tôi không có làm mà. Mà tha bạn. Khoan đã. Hôm qua ngoài các cô ấy ra cũng có người khác rời khỏi phòng. Ai? Là tôi. Hả? Là cô? Hôm qua ta phạt cô đóng cửa sám hối, vậy mà cô dám chạy ra ngoài. Thì đúng là đóng cửa sám hối, nhưng mà cả ngày không ăn không uống, với lại tôi cũng phải đi mau xí chứ. Thật ra ta đã nghi cô từ lâu, chỉ có điều ta không có chứng cứ, ta không tiện hỏi. Trong đám tú nữ này chỉ có cô là to gan nhất. Chắc là do cô đói cả ngày nên mới nảy sinh ý định trộm cá trộm chim. Ê, mà có chứng cứ gì chứng minh tôi trộm cá trộm chim hay không? Bắt trộm phải bắt quả tang. Ta có đổ quan cho cô hay không? Đương nhiên ta sẽ điều tra. Nhưng mà trữ tú cung này đêm đến sẽ khóa cửa, người ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Ta thật sự không tin cô có thể ăn luôn cả xương cá với xương chim. Người đâu? Lục xét cho ta. Dạ. Bà già thối, tôi không tin bà sẽ tìm ra. Ta xin lỗi. Xin lỗi nha. Lumama, không có. Khăn tay này của cô đúng không? Chứng cứ có đủ, còn chối nữa hết. Hey, bà thấy rồi đó. Tôi đã bị phát hiện rồi. Nhưng mà chuyện là gì? Tối hôm qua, lúc tôi đi ngang, tôi thấy con chim anh Vũ muốn ăn thịt con cá, cho nên tôi muốn cản nó. Tôi mới lấy khăn tay của mình chụp con chim đó lại. Nhưng mà không ngờ nó bị chết. Đã tới nước này rồi, vậy mà cô vẫn vừa cười vừa dựng chuyện qua mặt ta nữa sao? Đúng ra hôm nay ta chỉ muốn đánh cô 20 trượng, nhưng cô quá ngoan cố. Đánh 30 trượng cho ta. Dạ. Nè, khoan đã. Lu Mama, bà đừng quên, tôi là người của Trung Đường Đại Nhân. Nếu mấy câu đó mà ta cũng tin thì ta sống bao nhiêu năm qua quá phí phạm. Lôi ra ngoài, đánh. Dạ. Những lời tôi nói là thật mà. Khoan đã. Lưu Mama, nói chuyện với ta một lát. Ả tú nữ này ta cảm thấy rất có duyên, nên xin tình giùm cô ấy. Hôm qua hoàng thượng tặng cho ta rất nhiều kim ngân châu báu, nhưng mà chiếc vòng này ta đeo hơi rộng. Ta nghĩ kích cỡ của nó thích hợp với Lưu Mama hơn. Đa tạ lễ quý nhân đã ban thưởng. Sự việc hôm nay nô tỳ nể mặt lễ quý nhân nên sẽ không truy cứu nữa. Vậy thì đa tạ Mama.
Tú nữ này không hiểu phép tắc, nhưng mà dung mạo cũng rất là khả ái. Chi bằng mama giao cho ta, để ta thay mama dạy dỗ cô ấy lại. Lệ quý nhân chịu đích thân dạy bảo, đương nhiên là phúc phần của vị tiểu chủ rồi. Vị quan còn không mau đa tạ lệ quý nhân. Vị quan đa tạ lệ quý nhân.